Thưa bà con, trong 18 tháng khủng hoảng giá heo vừa qua, bà con trên cả nước đã trở nên lao đao, phải cắt giảm chi phí để cầm cự. Và điều này dẫn đến năng suất đàn heo trên cả nước bị sụt giảm nghiêm trọng. Khi giá heo tăng trở lại, thì bà con lại trở nên lo lắng bởi vì heo không kịp lớn để xuất bán. Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe một số trăn trở của bà con. Nuôi lợn đến nay đã gần 10 năm, nhưng chưa khi nào thấy giá lợn rất thê thảm như 2 năm qua. Từ số lượng 30 lợn nái, ông Tạn phải giảm đàn xuống còn 18 con nái. Còn đàn lợn thịt, trung bình mỗi ngày ăn hết 2,5 kg thức ăn mỗi con. Nay không đủ tiền, ông phải đổi sang cám khác, giá thấp hơn. Tưởng là tiết kiệm được tiền, nhưng thời gian nuôi lại kéo dài hơn. Sau khi mà cái giá heo nó xuống quá thấp thì chúng tôi là dùng cái cám rẻ tiền. Cái cám đó thì cái mức độ là nó lông của nó xù ra, kém phát triển. Đáng lẽ ra cám mà nó chuẩn, tốt, nhiều tiền thì nó trong vòng từ 5 tháng đến 5 tháng rưỡi thì là trên một tạ một con. Thế nhưng mà cái giá này mình cho ăn cái cám rẻ tiền này thì nó kéo dài tới 7-8 tháng. Trước tình hình giá lợn giảm, nhiều người nuôi ngoài việc chuyển sang loại cám giá rẻ còn phải cắt giảm khẩu phần ăn cho lợn. Gia đình anh Đoàn Văn Tú, từ ăn thức ăn tổng hợp, anh phải chuyển sang cho lợn ăn thức ăn tự phối trộn để giảm giá thành sản xuất. Thế nhưng đã hơn 6 tháng qua mà đàn lợn thực phẩm của nhà anh vẫn chưa đạt đủ trọng lượng xuất bán. Trong thời gian khủng hoảng, mình đã cũng phải sang ăn cám ngô trộn, ủ lên men để chống chọi trong một thời gian dài như vậy. Sau một thời gian chuyển sang ăn các hãng cám rẻ tiền từ đầu con lợn nái đến khẩu ăn của lợn thịt cắt xuống có một nửa. Và lợn thịt thì nó cũng đang khoảng 2,5 cân, thì nó cũng mình cho ăn cắt xuống có một nửa. Lúc mà mình cắt khẩu phần ăn thì lợn nó xù mà nó tốc độ tăng trưởng của nó thì nó không lên được bao nhiêu. Đáng ra mình nuôi một con lợn từ khoảng 6,5 tháng nó ra được khoảng 115 đến 120. Nhưng mà đi ăn cám giá rẻ này nó lên khoảng 7 tháng thì mới ra được tầm ý lợn cân hơi. Với cả số cám thì khả năng phải tăng lên. Giá lợn bắt đầu giảm thấp từ cuối năm 2016, đầu năm 2017, rồi từ đó chạm đáy tới 20.000 đồng 1 kg. Nông dân khắp các tỉnh thành vừa bán heo vừa khóc. Những nông dân có thể vượt qua cơn bão giá, cầm cự tới ngày nay như ông Tạn, anh Tú không có nhiều. Nhưng họ đều đang phải khắc phục hậu quả về sức khỏe, hiệu suất của đàn lợn. Thưa bà con, để giúp bà con tăng hiệu suất chăn nuôi, đàn heo mau lớn, xuất chuồng sớm, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay các chuyên gia trong ngành chăn nuôi để cùng tư vấn và chia sẻ tới bà con. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Nguyên Khang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ, Đại học Nông lâm TP.HCM. Kính chào bà con. Xin được giới thiệu ông Tạ Văn Hùng, Giám đốc Kỹ thuật, Viện Phó Viện Dinh dưỡng Mins, Công ty Masan NutriScience. Kính chào bà con. Vâng, để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì xin được có một câu hỏi dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Nguyên Khang ạ. Theo ông thì đâu là nguyên nhân dẫn đến việc đàn heo trong dân bị giảm hiệu suất trong thời gian vừa qua? Có nhiều nguyên nhân để làm cho giảm hiệu suất chăn nuôi heo. Có 3 nguyên nhân chính: an toàn sinh học, dinh dưỡng và giống. Về vấn đề an toàn sinh học là bà con bỏ bê tiêm ngừa các cái vaccine để phòng bệnh, làm cho con heo nó bị giảm sức đề kháng và nó dễ bị mắc bệnh. Thứ hai là vấn đề về dinh dưỡng, lỗ thì ta cắt giảm về vấn đề cái lượng ăn, làm cho con heo nó chậm lớn. Chúng ta lại trộn cám chất lượng kém và như vậy thì nó sẽ đưa đến năng suất rất là thấp. Vậy thì để các hộ chăn nuôi có thể phục hồi hiệu suất và heo được xuất chuồng sớm thì cần chú trọng đến những giải pháp như thế nào? Rõ ràng chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất, an toàn sinh học. Bà con phải có một cái lịch tiêm phòng đầy đủ, tiêm đủ lượng. Thứ hai là vấn đề hệ thống chuồng trại phải thông thoáng mát, nước uống phải sạch. Thứ ba rất là quan trọng đó là về vấn đề dinh dưỡng. Dinh dưỡng phải cân đối về khẩu phần, cái chất lượng của cám nó phải tốt.
Vâng, vừa rồi thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Nguyên Khang có nhấn mạnh là chúng ta phải tập trung chính vào yếu tố dinh dưỡng. Vậy thì theo ông Tạ Hùng thì chế độ dinh dưỡng cho heo trong thời điểm như thế này hợp lý là như thế nào? Thưa bà con, thì chúng ta biết rằng trong chăn nuôi heo thịt đó, để heo có thể phát triển tốt thì có nhiều yếu tố quyết định. Trong đó có di truyền, có chuồng trại, có chăm sóc, quản lý, môi trường nuôi. Bên cạnh đó là an toàn sinh học. Nhưng mà yếu tố dinh dưỡng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đầu tiên hết là chúng ta phải chọn cám có chất lượng. Nó phải đáp ứng được đầy đủ và cân đối dinh dưỡng. Bên cạnh đó chúng ta thấy rằng những cái loại cám mà có bổ sung men tiêu hóa đó, nó sẽ giúp cho heo ăn ngon miệng hơn, ăn nhiều hơn. Cái hệ men tiêu hóa này nó cũng giúp cho cái đường ruột nó được khỏe và từ đó con heo nó hấp thu được tốt. Mà chúng ta còn phải cho nó ăn đúng, đủ lượng và chúng ta không nên cắt giảm cái khẩu phần của nó. Vâng, như ông Tạ Hùng vừa chia sẻ thì men tiêu hóa có vai trò tăng cường hệ tiêu hóa của con vật và kích thích cho con vật ăn nhiều. Men tiêu hóa cũng được khuyến khích dùng cho vật nuôi, nhất là khi con vật có vấn đề về sức khỏe. Vậy thì men tiêu hóa là gì và cơ chế hoạt động của nó ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Theo các chuyên gia, trong cám Biozym có chứa hệ men tiêu hóa Biozym. Hệ men tiêu hóa Biozym sở hữu cả hai enzyme quan trọng là phytase và silanase. Enzyme phytase giúp phân nhỏ các chất khó tiêu, giúp thức ăn được tiêu hóa dễ dàng và kích thích heo ăn nhiều hơn. Còn enzyme silanase giúp làm sạch và thông thoáng thành tế bào, đồng thời giảm độ nhớt trong ruột để hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tối ưu. Ngoài ra, silanase còn giúp sản sinh ra prebiotic là thức ăn cho lợi khuẩn để chúng phát triển thuận lợi hơn. Nhờ đó, hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh, heo ăn nhiều, tăng trưởng tối đa. Hiện nay, các ứng dụng khoa học tập trung hỗ trợ hệ tiêu hóa đang là xu hướng của ngành chăn nuôi trên toàn thế giới. Vì hệ tiêu hóa là cơ quan quyết định khả năng hấp thụ dinh dưỡng, tạo nạc nhanh và tăng chất lượng thịt. Chúng tôi đã nghiên cứu và ứng dụng Biozym là một hệ men theo công nghệ châu Âu tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay. Và trong cám Biozym Super Đỏ tại Việt Nam, hệ enzyme chuẩn châu Âu tối ưu hóa sức khỏe đường ruột, giúp heo ăn nhiều, mau lớn, xuất chuồng sớm hơn 12 ngày so với cám không có Biozym. Phân khô không có nhiều mùi hôi, chứng tỏ heo hấp thụ hết chất dinh dưỡng có trong cám. Đây là điều ông Nguyễn Đức Vụ rất hài lòng từ khi chuyển sang cám Biozym. Lúc mà rớt giá thì cũng là cho loại cám tốt. Bây giờ thì khi mà lợn nó lên giá, tôi vẫn cứ dùng một loại cám Biozym và tôi cảm thấy chất lượng của nó rất tốt. Về tăng trọng tôi cảm thấy nó phải tăng trọng hơn. Về cái phân thì cảm thấy nó giảm mùi hơn rất nhiều. Tôi chăn nuôi cảm thấy rất là hài lòng với cái cám Biozym. Tiêu tốn thức ăn thì phải ít hơn. Rút ngắn thời gian chăn nuôi tầm khoảng độ trên dưới chục ngày. Trong cái thời gian mà khủng hoảng đó thì cũng có ý định là chuyển qua cái mấy cái loại kém nó rẻ hơn. Nhưng mà suy nghĩ đi thì nếu mà mình dùng kém rẻ thì cái chất lượng nó không ổn định. Tại vì trước giờ mình xài thì heo nó vẫn ổn định. Từ con nai tới con thịt hay này heo con nó vẫn phát triển tốt. Hiện tại giá keo thì nhà vẫn còn heo để suốt đều. Trong 2 năm bão giá, nhiều hộ chăn nuôi buộc phải chuyển sang cám chất lượng thấp để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, ngay khi thị trường hồi phục, họ đã lập tức quay trở lại với các loại cám tốt hơn để nhanh chóng tăng hiệu suất. Cách đây khoảng 2 năm là mình đã dùng cái hàng Biozym này rồi. Nhưng mà sau cái thời gian bão giá này thì mình lại phải chuyển đổi sang cái dùng cái loại rẻ hơn để chờ đợi. Nhưng mà cách đây khoảng 2 tháng thì mình lại bắt đầu quay lại dùng cái hàng Biozym thì giá lợn nó cũng ổn định dần. Thì mình nuôi cái đấy nó sẽ hiệu quả hơn. Con lợn nó tiêu hóa sẽ tốt hơn. Con lợn phát triển nhanh hơn. Cái mức chi phí thì nó vẫn bằng như vậy nhưng cái thời gian nuôi nó sẽ ngắn hơn. Đấy, tức là cụ thể là nó sẽ giảm đi từ 10 đến 12 ngày so với các cái cám khác. Với ông Vụ, anh Chiến, anh Hòa và nhiều người chăn nuôi lợn thịt khác, sử dụng cám Biozym đỏ là giải pháp chăn nuôi kinh tế hiệu quả sau một thời gian dài bão giá.
Sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi, chúng ta đã có thể thấy được hiệu quả của men tiêu hóa đối với vật nuôi. Tuy nhiên, thuốc bổ thì cũng phải biết dùng đúng cách đúng không ạ? Vì thế chúng tôi đã nhận được câu hỏi của một số hộ nông dân gửi về cho chương trình. Và sau đây thì tôi sẽ đọc để hai vị chuyên gia có thể tư vấn và trả lời cho những câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên đến từ bác Đậu Xuân Anh ở Diễn Châu, Nghệ An. Số điện thoại 0912 3 số cuối 452. Xin mời ông Dương Nguyên Khang sẽ trả lời ạ. Mùa hè thời tiết nắng nóng khiến cho tôi lo lắng cho sức khỏe của đàn lợn. Vậy làm như thế nào để chăm sóc lợn mà không bị ảnh hưởng bởi trời nắng nóng ạ? Vâng, cảm ơn. Điều quan trọng thứ nhất là chuồng trại phải thoáng mát. Điều thứ hai là nước phải đảm bảo đủ và sạch thì trao đổi chất trong cái cơ thể của con heo nó tốt. Thứ ba đó là vấn đề mật độ chuồng nuôi là phải đảm bảo. Không được dày quá, bởi vì nắng nóng mà bà con để dày rất là khó cho con heo nó trao đổi chất tốt. Thì cái mật độ thường nó khoảng chừng 1,2 mét vuông cho một con. Thứ tư liên quan đến là bảo quản cám. Nếu mà cám bị mốc ẩm và như vậy thì các cái mùi thơm của cám sẽ bị mất. Con heo nó sẽ không có tăng cái tính thèm ăn. Từ đó nó sẽ biến ăn. Cái năng suất nó sẽ giảm ngay. Vì vậy chọn cám làm sao vừa đảm bảo được chất lượng, vừa đảm bảo được tính ngon miệng là điều hết sức cần thiết. Xin cảm ơn câu trả lời của ông Dương Nguyên Khang. Chương trình cũng nhận được câu hỏi đến từ bác Nguyễn Tiến Thắng ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại 0943 3 số cuối 786. Chương trình có chia sẻ hệ men Biozym giúp heo hấp thu tốt. Vậy dấu hiệu nào để tôi biết là heo hấp thu tốt? Xin mời ông Tạ Văn Hùng ạ. Những cái biểu hiện mà người ta đánh giá tốt đó là người ta thấy heo nó ăn ngon miệng. Cái thứ hai là người ta trông heo rất là mau lớn. Da dẻ của heo là hồng hào bóng mượt. Và đặc biệt là cái phân nó ít hôi và nó ít tanh. Do đó mà nó không có ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh nhiều. Và còn câu hỏi đến từ anh Nguyễn Công Tuấn ở Gia Viễn, Ninh Bình. Có số điện thoại 0982 3 số cuối 446 thì có nội dung như sau. Tại sao lợn nhà tôi nhìn thì bự nhưng lúc cân thì lại không đạt ký và bị lái chê ép giá? Nhiều nhà chăn nuôi khi mà người ta kêu lái heo tới, ta nhìn con heo thấy nó lớn, người ta nghĩ rằng khi mà cân nó được công trọng lượng, nhưng mà thật ra con heo khi cân ra thì thấy nó nhẹ cân. Đó là do con heo nó ít nạc, bụng nó to và cái con heo nó không chắc. Thì cái nguyên nhân chủ yếu là nằm ở yếu tố di truyền. Nếu chúng ta chọn một cái di truyền về cái hướng thịt mà trên con nọc không tốt á, thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng quầy thịt và cái trọng lượng của con heo. Cái thứ hai nữa, như lúc nãy tôi có trình bày đó, là cái yếu tố di truyền, cái tiềm năng di truyền này có phát huy được á, thì chúng ta phải đáp ứng được cái dinh dưỡng tốt. Mà dinh dưỡng được đáp ứng tốt có nghĩa là chúng ta phải chọn một cái loại thức ăn mà nó đáp ứng đầy đủ và cân đối cái nhu cầu dinh dưỡng. Và như mới nãy chúng ta cũng đã nói về cái hệ men Biozym đỏ, thì cái hệ Biozym đó nó giúp cho con heo á, đầu tiên hết là cái đường tiêu hóa nó tốt và nó có thể khai thác được những cái chất dinh dưỡng có trong nguyên liệu mà cấu thành nên thức ăn. Và như vậy chúng ta sẽ giúp cho con heo phát triển được tốt, và con heo vừa là chắc, chất lượng về thịt tốt mà cái hiệu quả chăn nuôi cũng cao. Câu hỏi tiếp theo trong chương trình đến từ anh Trần Văn Quân ở Sóc Sơn, Hà Nội. Số điện thoại 0913 3 số cuối 889. Tôi nuôi cám này quen rồi, bây giờ chuyển cám thì có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của lợn hay không? Xin mời ông Tạ Văn Hùng ạ. Để cho heo nó dễ quen với cái cám mới Biozym đỏ đó, chúng ta phải thực hiện cái chuyển đổi trong vòng từ từ trong vòng 4 ngày. Ngày thứ nhất chúng ta dùng 1/4 cám mới, ngày thứ hai là 2/4 cám mới, ngày thứ ba 3/4 cám mới và ngày thứ tư là chúng ta chuyển đổi hoàn toàn qua cám Biozym đỏ. Vâng, như vậy là với những hướng dẫn rất cụ thể của ông Tạ Hùng thì anh Quân cũng như là bà con đang quan tâm hoàn toàn có thể chuyển đổi sang sử dụng cám mới, ví dụ như là Biozym đỏ. Vừa rồi thì hai vị chuyên gia của chúng tôi cũng đã trả lời khá rõ những thắc mắc của quý vị và bà con gửi về cho chương trình. Và bên cạnh việc đảm bảo các yếu tố chăm sóc, môi trường nuôi, phòng bệnh thì dinh dưỡng là yếu tố quyết định đến năng suất đàn heo. Bà con cần chọn cám tốt, hiệu suất cao để giúp cho heo lớn nhanh và xuất chuồng sớm. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn sau đây để biết được chủ đề số sau của chúng tôi. Giá lợn thịt đang ở mức cao, dao động quanh 50.000 đồng trên 1 kg, tạo phấn khởi cho bà con chăn nuôi. Tuy nhiên, dù thúc lợn ăn nhiều để kịp bán mà lợn vẫn chậm lớn, lông xù xì, không bóng mượt. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Mời bà con cùng đón xem tập số 2 của Hiệu suất vàng
được phát sóng vào lúc 19h45 phút ngày 16 tháng 8 với chủ đề Những sai lầm làm giảm hiệu suất heo thịt, đâu là giải pháp để có câu trả lời.